Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm. Tập 76. Chương 751, Người Không Nhìn Thấy, 1. Những bùn đất này rất đặc biệt, đều là chút bùn đất màu vàng trắng, nhìn qua rất sạch sẽ. Đương nhiên vẫn như cũ còn có thể nhìn thấy một ít gạch ngói vụn tồn tại, nhưng đã không nhiều, cho dù là màu sắc tường thành cũng thay đổi, biến thành bùn đất dày. Trong thành xuất hiện từng gò đất nho nhỏ, như là tổ kiến cỡ lớn, nhưng từng gò đất nơi này nhìn qua đều rất rắn chắc, hơn nữa bên ngoài đều rất trơn bóng, nước rơi ở bên trên cũng sẽ trượt xuống. Mà ở ụ đất có cửa, bên trong có tượng đất nhỏ từ trong đó đi ra, bộ dáng cao cỡ trẻ con 5-6 tuổi. Những tượng đất kia ngày xưa do con người chuyển biến thành, đã hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Ngẫu nhiên cũng sẽ có người đi tới ngoài Hoàng Nê huyện này, bọn họ là tới làm một ít mua bán một ít thứ tượng đất trong Hoàng Nê huyện này cần. Ví dụ như một ít bùn đất đặc biệt, lại có người từ trong tay những tượng đất vàng này mua một ít thổ dược đặc biệt. Trong phân của những tượng đất này có thể sinh ra một loại thuốc đặc biệt, mua về có thể chế thành một loại canh thuốc có thể làm người ta cảm ngộ hành thổ pháp. Lúc này ở trong thành này, có hai tượng đất đang đứng ở đầu tường thành đất nhìn về phía Cự Kình Sơn. Một người trong đó nói, đó là bảo bối gì? Treo ở trên trời, ban đêm tỏa sáng. Là bảo bối sao? Một tượng đất khác nói. Mặc kệ có phải hay không, dù sao không đơn giản, cần đi xem một chút không? Tượng đất thứ nhất nói. Muốn đi ngươi đi, ta không đi. Bản thân dáng thế ngắn ngủi, thần lực thấp kém, cũng không dám đi trêu chọc hắn. Tượng đất thứ hai nói, đồ nhát gan, ta đi tìm người khác, có bảo vật xuất thế, có thể nào thờ ơ chứ? Tượng đất thứ nhất nói. Nó sau khi nói xong, thân thể tượng đất liền nháy mắt tán loạn xuống đất, một tên kia bên cạnh cũng theo đó tán loạn, thành một đống bùn đất. Chỉ chốc lát sau, trong bùn đất đầu tường có một người chui ra. Người này lại khác với hai tượng đất trước đó. Hai tượng đất trước đó như là một đống đất ghép lại cùng một chỗ, mà người này lại là tượng đất có sinh mệnh. Trên thân hắn cũng mặc quần áo, tuy nhìn không ra giới tính, nhưng mặc quần áo lá cây làm thành, mắt như là hạt giống cây nào đó. Đen xì khảm ở bên trong, nhưng lại là có thần thái, nếu có ai nhìn thấy hắn, nhất định sẽ sợ hãi, vì tượng đất này quá quỷ dị rồi. Hắn tới bên cạnh hai đồng đất kia, đưa tay bốc lên một chút để vào miệng. Miệng của hắn là màu đất, đầu lưỡi cũng là màu xám đen, đất mới vào miệng của hắn, liền lại lập tức bị hắn phun ra, như là ăn phải cái gì vừa mặn vừa đắng. Đất mới là thức ăn của hắn, hương vị đất bình thường, đối với hắn mà nói đều là nhạt chua hơi chát, sau đó thông qua mặt trời phơi nắng cùng xào nướng, hương vị sẽ biến thành ngọt. Mà bây giờ đất này lại là mặn đắng, còn có một mùi thối thoang thoảng. Nhiếp thổ vi hình, lão quỷ nơi nào đến, hại tính mạng các huynh đệ của ta. Tượng đất này tức giận nói, ở trong Man Tượng Sơn, vương tượng nhìn pháp niệm như vầng trăng sáng ngời trên không Kinh Lạc Cung, ngạc nhiên nói với người bên cạnh. Đây là có người đang luyện pháp, như là tu hành luyện khí đạo đệ ngũ cảnh, chỉ là động tĩnh này to lớn như thế, hình thành ý tượng nồng đậm như thế. Nơi đó là có Kinh Lạc Cung, là nơi Lâu Cận Thần tu hành, nhưng Lâu Cận Thần sớm tới đệ lục cảnh, sao có thể vẫn sẽ có luyện pháp đệ ngũ cảnh này? Trong lòng hắn nghi hoặc. Trên một vách núi, một tòa đạo quan nhỏ, đưa lưng về gió biển, mặt hướng tinh không, ngắm sao cũng nhìn thiên tượng Kinh Lạc Cung, cũng mang theo vài phần nghi hoặc cùng ngạc nhiên. Hắn cũng có vài vị hảo hữu thu mình thanh tu, trừ hắn, còn có một vị luyện khí ngũ cảnh, từng nói với hắn quá trình trong âm dương luyện đại dược. Pháp niệm ở trong âm dương rèn luyện, thành đại dược, nuốt dùng, thể xác và tinh thần đại cát. Hắn biết Lâu Cận Thần đã là người trong lục cảnh, không khỏi cũng có chút kỳ quái. Ở nơi cách Cự Kình Sơn không xa, trong một khe suối có một người tóc dài đồ đen đứng ở nơi đó, hắn tránh đi ánh trăng. Chỉ thấy hắn giật xuống một sợi tóc, để vào miệng, nhai nuốt, nuốt xuống, sau đó lại phun ra. Nhưng phun ra lại là một con rắn, thân rắn đen xì, lặng yên rơi trên mặt đất, ở trong bóng tối hướng về Cự Kình Sơn mà đi. Mà sau đó, người kia cũng bổ nhào xuống đất, như một đám khí đen, tìm đường vừa rồi con rắn kia bỏ qua, hướng về trên núi đi lên.
cách Cự Kình Sơn hướng tây nam hơn 100 dặm, ra khỏi đất Giang Châu, có một ngọn núi, núi đó vốn cũng không có bao nhiêu tiếng tăm, cho nên cũng không có tên gì, nhưng trên một ngọn núi này lại có một tòa quan miếu, tên là Trọng Đồng Miếu. Bên trong có một người, tự xưng Phúc Nhãn Chân Quân, hắn có một đôi mắt kép như mắt côn trùng, kết giao tu sĩ trong núi xung quanh. Chương 752, Người không nhìn thấy, 2. Thường thường bày tiệc, mời mọi người tới nơi này ăn uống vui vẻ, mà trong tiệc sẽ thường có nữ tử xinh đẹp, đều là vũ cơ bị hắn bắt đến, nuôi ở trong quan, cho bọn họ dâm nhạc. Mà phụ cận nơi này có một ít tu sĩ chính phái, sau khi tới, liền không muốn đến nữa, nhưng Phúc Nhãn Chân Quân này lại sẽ tức giận. Ở sau khi đánh giết một vị không đi dự tiệc của hắn, liền không có ai dám dễ dàng từ chối lời mời của hắn nữa. Cho nên, có chút tu sĩ chính phái, một ít người một lòng thanh tu, liền yên lặng rời khỏi nơi tu hành của mình, tới nơi khác xây dựng đạo tràng. Mà Phúc Nhãn Chân Quân này không thèm để ý, bởi vì cũng sẽ có một số kẻ hợp tính với hắn, cũng tôn hắn là huynh trưởng, kết thành một thế lực, tác oai tác quái. Sau khi Phúc Nhãn Chân Quân lần đầu tiên nhìn thấy dị tượng trên Không Kinh Lạc Cung, liền động lòng rồi, nhưng trong thời gian ngắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao hắn là biết Lâu Cận Thần lợi hại. Lúc ấy là biết thân thể Lâu Cận Thần xảy ra vấn đề, cho nên mới dám đi, đồng. Thời cũng là biết có không ít đồng đạo khác cũng đi. Đại ca, Kinh Lạc Cung là đang luyện bảo sao? Bên cạnh Phúc Nhãn Chân Quân có người hỏi. Đôi mắt Phúc Nhãn Chân Quân lóe lên kỳ quang, nhìn vầng trăng kia, nói, luyện bảo cái gì, hắn đây là đang luyện pháp. Chẳng qua, nếu có thể ở lúc pháp niệm của hắn thành dược, đoạt lấy mà cắn nuốt, liền có thể tu vi tiến nhanh. Thật sao? Nếu như vậy, chúng ta đi cướp đi. Không vội, ta nói cho các ngươi, trước Kinh Lạc Cung làm chim đầu đàn, cũng không phải là chuyện tốt như vậy. Phúc Nhãn Chân Quân nói, chẳng qua, chúng ta nhất định phải đi qua trước, đừng chờ đến lúc đó có tiện nghi chiếm, lại bởi vì quá xa không đến kịp. Dứt lời, dưới chân dâng lên một đám mây đen, dẫn theo vài người lao thẳng lên bầu trời, hợp cùng một chỗ với mây đen trên bầu trời, tuy hai mà một, thân hình của bọn họ cũng bị bao phủ ở trong mây. Lâu Cận Thần vẫn như cũ đứng ở nơi đó, hắn đang thể hội cảm giác pháp niệm của mình ở trong cực hạn, lại sống lại. Một điểm ý niệm kia không tiêu tan, vốn mỏi mệt vô lực, lại chậm rãi khôi phục cảm giác sinh cơ, có một loại cảm giác ở trong tử cảnh trọng sinh. Hắn phát hiện ý niệm của mình càng thêm rõ ràng trong sáng, niệm ở ngoài, mắt, nghe, thị, cảm của trăng đều vào hết trong lòng. Lại là một ngày, mặt trời lại dâng lên, nguyệt tượng chuyển hóa thành nhật tượng, ý niệm của hắn thiêu đốt, trong bầu trời giống như có hai mặt trời, pháp niệm của hắn no đủ. Một lần này no đủ, hắn quả thật đạt được pháp niệm no đủ thật sự, không có bất cứ chỗ nào không hài hòa. Nếu là nói ban đầu trong lòng hắn vẫn có chỗ âm tư không tới, bây giờ lại giống như đều bị luyện hóa thiêu đốt rồi. Cuối cùng tới buổi tối, mặt trời lặn, mặt trăng lên. Một ngày này, có ánh trăng xuất hiện, nhìn từ bên dưới, pháp niệm Lâu Cận Thần biến thành mặt trăng cùng mặt trăng kia hầu như sắp trùng điệp cùng một chỗ. Đúng lúc này, trong bầu trời không biết sao bay tới một đám mây đen bị gió thổi, hướng về mặt trăng trên bầu trời kia che đi. Ở trong nháy mắt che khuất, mây đen đó hóa thành một tấm lưới chụp xuống về phía pháp niệm của Lâu Cận Thần. Nhưng pháp niệm đó lại nở rộ ra ánh sáng vàng trắng, hóa thành ngàn vạn luồng, hướng về bốn phương tám hướng tan đi. Chờ lâu rồi, Lâu Cận Thần lạnh lùng nói. Theo hắn dứt lời, nam tử tóc dài đã leo lên Cự Kình Sơn, nấp trong bóng tối, lại nhìn thấy một mảng ánh sáng vàng trắng hạ xuống. Hắn chưa cảm giác được sát ý gì nồng đậm, nhưng lại có một loại cảm giác nguy hiểm chí mạng. Sợi tơ ánh sáng vàng trắng đó hạ xuống như thiên tượng nào đó, mang theo một tia hương vị thiên ý. Tơ kiếm màu vàng trắng này là ngũ hành kim khí Lâu Cận Thần nhiếp đến. Hắn ở trước Kinh Lạc Cung này, chỗ ý niệm cảm nhận được, ngũ hành kim khí theo ý niệm mà động. Tơ kiếm hạ xuống, nhìn ở trong mắt người kia, thân thể hắn ẩn trong bóng tối trào ra vô số tóc. Theo tóc đen của hắn dâng lên, sợi tóc kia như kéo lên nước âm trầm, kiếm quang đâm xuống. Kẻ tóc dài chỉ cảm thấy một phần sắc bén phá vỡ pháp lực của mình, phá vỡ tóc của mình. Loại lực lượng xuyên thấu đó, loại sắc bén đó, hắn chưa bao giờ từng gặp được. Tơ kiếm này, như là vì quá nhỏ bé, cho nên căn bản không thể ngăn cản, hắn bị tơ kiếm nháy mắt đâm trúng, trong tích tắc.
Một luồng sát ý âm trầm lạnh lẽo bộc phát ra, sát ý này lại giống như pháp vận của Thái Âm, thân thể hắn bị đâm thủng, hơn nữa, nhanh chóng phủ xương đóng băng. Thái Âm băng hàn, một con rắn đen ở trong bóng tối co lại bỏ chạy. Một ít nơi khác cũng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, kiếm quang vàng trắng hạ xuống, âm hàn của Thái Âm theo tơ kiếm đâm phá tất cả nhục thân, xương giá linh hồn bọn họ. Các bạn đang nghe truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 753, Đại Ma Trong Lòng, 1. Những người kia ý đồ đánh lén Lâu Cận Thần, khi bọn họ phát ra ác ý, Lâu Cận Thần liền tự nhiên cảm giác được, mà đáp lại một phần ác ý này của bọn họ, đó là kiếm quang tản ra kia. Một người mặt đầy vảy đen, tim đập thình thịch ngẩng đầu, một mảng kiếm quang vàng trắng đã hạ xuống, kiếm vô hình, mi tâm hắn lại đột nhiên trào ra màu đỏ, mà mắt hắn nhanh chóng ảm đạm. Lại có một người mọc hai cái đầu, bốn cánh tay, trong lòng đột nhiên trở nên bối rối, trong mắt nở rộ hào quang. Thân thể hắn lại đột nhiên cảm thấy lực bất tòng tâm, thân thể ngã sang hai bên, thì ra thân thể hắn đã bị kiếm quang phá vỡ từ giữa. Đồng thời, ý thức của hắn bị nhanh chóng xương giá. Lại có một chỗ, có người từ lòng đất chui ra, một mảng kiếm quang đã cuốn qua cổ hắn, máu tươi phun trào, đầu lăn lông lốc. Rất nhiều thứ không hiểu biết, bị dị tượng trên bầu trời hấp dẫn đến, chết dưới tơ kiếm này, mà kiếm quang sáng lạn thật sự thì ở trong tầng mây trên bầu trời. Mấy đạo kiếm quang hướng về bầu trời lao đi, phá vỡ mây mù, lộ ra người ở bên trong. Hai mắt Phúc Nhãn Chân Quân lóng lánh khởi kỳ quang, những kiếm quang kia ở trong mắt hắn vậy mà lại nhanh chóng hư ảo hóa, tựa như từ chân thật biến thành hư ảo. Tơ kiếm vốn ngưng luyện, biến thành ánh sáng hư ảo, liền như màu vàng trắng trong mộng, chỉ là hắn lại vẫn cảm giác được một sự nguy hiểm chí mạng. Hào quang kia rõ ràng đã hư ảo tan tác rồi, cảm giác nguy hiểm trong lòng hắn vẫn như cũ chưa biến mất. Vì thế ý niệm khẽ động, một trùng ảnh màu xanh từ trong thân thể hắn chui ra, nhanh chóng biến mất trong hư không. Cùng lúc đó, đôi mắt Phúc Nhãn Chân Quân bị ánh sáng đâm vào trong đó, thần thái trong mắt nhanh chóng ảm đạm, đôi mắt những người kia phía sau hắn cũng bị hào quang đâm vào, lần lượt ngã khỏi mây. Mà nơi trùng ảnh màu xanh kia biến mất, một mảng ánh sáng quét qua, lại chưa thể giết kẻ địch đến. Tơ kiếm tỏa ra đầy trời lại bay trở về trong bầu trời, một lần nữa tụ tập một chỗ, vẫn như cũ là một vầng trăng, chỉ là mặt trăng này biến thành màu vàng trắng. Lâu Cận Thần bình ổn tâm tình, màu vàng trên mặt trăng kia rút đi, bởi vì ngũ hành kim khí ẩn chứa trong đó đã tán đi. Chỉ là lại có một loại sự vật thai nghén bên trong pháp niệm kia. Lại như không có, nhưng hắn có thể khẳng định pháp niệm của mình ở một khắc đó tinh thần ngưng luyện như đã thành một hạt giống. Hắn cũng chưa lập tức thu hồi pháp niệm của mình, mà là đợi mãi tới khi trời sáng, một khắc đó ánh sáng mặt trời dâng lên. Hào quang vạn trượng chiếu vào trên pháp niệm của hắn, niệm hắn như mặt trời chói chang. Hắn há mồm hút, pháp niệm như mặt trời nhỏ kia trên bầu trời hướng về trong miệng hắn chui vào, giống như hắn cắn nuốt bầu trời. Pháp niệm này rơi vào trong thân, bị hắn gắt gao thu lại, thẳng đến khi vào trong đan điền khí hải vốn trống trơn ở trong nháy mắt này liền lập tức lấp đầy. Vô tận hào quang kia hướng về trong kinh lạc dâng lên, hướng về bên trong các khiếu huyệt lớn, hướng về trong ngũ tạng, xương tủy ùa đi. Hào quang vàng óng như nước vàng vào các khiếu huyệt, vào ngũ tạng, mà những nơi đó như sông ngòi hồ nước trên đại địa. Trong thân thể hắn, lửa chậm rãi bình ổn, lại hóa thành ánh sáng nguyệt hoa màu bạc, tiếp đó lại chậm rãi bình tĩnh trở lại, ánh trăng biến mất, chỉ có ánh sáng yếu ớt. Lâu Cận Thần nhìn mặt trời kia, nhìn toàn bộ cự kình sơn này, đồng thời cũng có rất nhiều người đều đang nhìn hắn. Lúc trước đột nhiên có người hướng về pháp niệm của hắn ra tay, chỉ một tích tắc, pháp niệm của hắn liền tán thành từng luồng kiếm quang, giết chết những kẻ mang ác ý kia, sau đó, căn bản là không tới lượt những người đó hỗ trợ. Cảnh tượng dưới ánh trăng, tơ kiếm đầy trời kia, khắc thật sâu ở trong lòng mọi người. Lâu Cận Thần sau khi trở lại Kinh Lạc Cung, người khác tự nhiên cũng không nhìn nữa, mà là bắt đầu tu luyện. Lúc trước Lâu Cận Thần trong chiến đấu vận dụng một ít linh ứng cùng cảm nhiếp, bởi vậy bọn họ cần cố gắng luyện tập, nhất là những người tu luyện khí pháp kia. Thời gian trôi mau, ở mũi Vọng Hải, có một tòa Liễu Thị Thần Quán, quán trưởng nơi đó từng đại chiến một trận với Lâu Cận Thần. Sau khi ở chỗ Lâu Cận Thần chưa chiếm được tiện nghi, liền không truyền pháp nhận đồ đệ nữa,
dốc lòng tu hành. Hắn tu là Liễu Thần Hương Hỏa Đạo, ở dưới hắn dốc lòng tu hành cùng hiến tế, thế mà đã vào đệ ngũ cảnh, lá liễu của nó luyện chế kiếm lá liễu, càng rất huyền diệu đặc biệt. Liễu Nguyên mỗi ngày sáng sớm dậy, đều sẽ dâng hương cho Liễu Thần trong nhà, cũng cầu nguyện một phen. Buổi sáng một ngày này, hắn lại ở sau khi cầu nguyện, đột nhiên quay đầu, giống như ở cửa có một người đứng. Ánh mặt trời chiếu vào cửa, hắn giống như thấy được một người đi vào. Chương 754, Đại Ma Trong Lòng 2. Đây là điều hắn cảm giác được, mắt căn bản là chưa nhìn thấy, tâm niệm khẽ động, trong toàn bộ thần quán như là dâng lên ngọn lửa, lửa này là thần hỏa, nói chuẩn xác hơn là hương nguyện chi hỏa. Trong cảm giác của hắn như là có người, nhưng căn bản không thể bắt giữ được. Trong lòng hắn kinh hãi, lấy tu vi hắn hôm nay, không có khả năng sẽ cảm giác mắc lỗi. Nếu hắn cảm thấy có người, vậy là nhất định có người tiến vào. Hộp kiếm hắn thờ ở trên bàn trong nháy mắt mở ra, bên trong là vài cây kiếm lá liễu xanh tươi, tản ra thần quang. Lá liễu nháy mắt nhảy lên, hóa thành một mảng hào quang màu xanh, bay múa ở quanh thân. Hắn cảm thấy kiếm lá liễu của mình đã xuyên qua người kia. Nhưng cả người hắn đột nhiên không thể động đậy nữa, suy nghĩ thế mà như là bị nước lạnh lẽo dội lên, nhanh chóng đông lại cũng tán loạn. Kiếm lá liễu từ trong thanh quang chớp mắt trở nên rõ ràng, một lần nữa hóa thành lá liễu, sau đó bay xuống đất. Liễu Nguyên đứng ở nơi đó, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm đi, thân thể chớp lên muốn ngã xuống, nhưng lại ở lúc lá sắp rơi xuống, người sắp ngã, thần thái trong mắt hắn lại sáng ngời hẳn lên. Lá liễu một lần nữa bay lên, trở lại trong cái hộp kia, mà đôi mắt của hắn lóe lên nét quỷ dị, tới trước gương, đánh giá cẩn thận người trong gương. Phụ thân, nên ăn sáng rồi. Một nữ tử vừa đi vào bên trong, vừa uống. Đây là một nữ tử nhìn qua hơn 30 tuổi, nàng thấy phụ thân đứng trước gương, có chút kỳ quái hỏi, phụ thân, làm sao vậy? Không có việc gì. Liễu Nguyên trả lời, thanh âm của ngươi sao là lạ? Nữ tử hỏi, không có gì. Liễu Nguyên một câu này đã khôi phục bình thường. Phụ thân, vừa rồi Liễu Thần đột nhiên dâng lên thần quang, con giống như nghe được tiếng hò hét sợ hãi của Liễu Thần, có phải có chuyện gì xảy ra hay không? Nữ tử hỏi tiếp. Không có việc gì. Liễu Nguyên nói. Ồ, phụ thân, con có một bằng hữu đợi lát nữa sẽ tới nhà làm khách. Nữ tử nói. Ồ, bằng hữu nào? Liễu Nguyên hỏi. Nữ tử cảm thấy phụ thân mình nói chuyện có chút cứng ngắc, toàn bộ giọng điệu ngữ điệu đều có chút là lạ. Là một bằng hữu con trước đó vài ngày quen biết, hắn tên là Đặng Định, rất đặc biệt, nghe nói quê là Giang Châu bên kia. Nữ tử nói, ồ, được rồi, bằng hữu của con cứ gọi về trong nhà ăn cơm đi. Liễu Nguyên nói. Nữ tử cũng không khỏi nhíu mày, nàng nhìn phụ thân mình, nhìn người trong gương, phát hiện phụ thân trong gương cũng đang nhìn mình, không biết vì sao, da đầu của nàng bắt đầu phát tê. Bởi vì ánh mắt phụ thân trong gương khiến nàng sợ hãi. Đặng Định từ sau khi đổi sang tu ngự ma đạo, tiến cảnh cực nhanh, nhưng bởi vì lâu cận thần ở nơi đó, trong lòng hắn bất an, ở đây có mấy nguyên nhân. Một cái trong đó là hắn cảm thấy mình thay đổi đạo tu hành, không quá tiện gặp lâu sư huynh, cũng xấu hổ gặp mặt sư phụ của mình. Vì thế, hắn rời khỏi Giang Châu, sau đó chạy khắp nơi, không có nơi ở cố định, cuối cùng liền đi tới mũi Vọng Hải này. Hơn nữa ở nơi này một lần nữa quen biết một nhóm người, hắn cũng không phải lần đầu tiên đến, trước kia từng tới nơi này, nhiều năm trôi qua như vậy, một ít người hắn năm đó quen biết đều đã phai nhạt, vì thế liền một lần nữa làm quen, hắn cảm thấy bên này bầu không khí tu hành vẫn là rất tốt, ít nhất hắn cảm thấy thoải mái. Mọi người đều là mở quán thu đồ đệ, đều là dựa vào bản lãnh ăn cơm. Hắn kết giao con gái quán chủ Liễu Thị Thần quán dân bản xứ. Đối với loại tế thần đạo này hắn cũng muốn tìm hiểu thêm, thân cận thêm một chút, bởi vì hắn cảm thấy đối với mình tu hành có lẽ sẽ có một chút trợ giúp. Một ngày này, hắn dựa theo thời gian hẹn sẵn, đi tới trước Liễu Thị Thần quán. Bầu trời xuất hiện tinh tú. Nơi này khí hậu càng thêm ấm áp, cơ bản không có mùa đông, trên bầu trời từng ngôi sao rõ ràng, cực lớn, lập lòe sáng lên. Hắn tới trước Liễu Thị Thần quán, gõ cửa, có người đón hắn đi vào. Chỉ là sau khi đi vào, hắn không biết vì sao, cảm thấy nơi này có chút quái. Tuy nói trong đạo tràng tế thần phái, thường thường đều có một loại cảm giác nóng rực, khí tức hương khói không đâu không có, nhưng bây giờ nơi này, loại cảm giác nóng nực kia lại có chút giống cảm giác quá lửa. Giống như mặt trời sắp xuống núi,
đống lửa dập tắt. Hắn cực kỳ mẫn cảm với phương diện này, trong phòng cũng là một mảng tối đen. Sau đó hắn nhìn một người kia dẫn hắn vào, vẻ mặt u ám. Trong lòng căng thẳng, lúc trước vào, thế mà chưa phát hiện, hắn âm thầm tự trách mình sơ ý. Nhìn một lần trong sảnh tối om, vì thế xoay người liền muốn đi, người kia dẫn theo hắn vào lại lộ ra nụ cười âm trầm. Lòng Đặng Định trầm xuống, hắn có thể khẳng định, lúc trước tiếp xúc với Liễu Chân Du kia, hắn có thể khẳng định Liễu Chân Du kia là bình thường. Cũng chưa từng nghe nói Liễu gia có vấn đề, nhưng bây giờ sau khi tiến vào, lại phát hiện nơi này không bình thường. Các bạn đang nghe truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 755, Mục tiêu 1. Trong khí tức hương khói kia, cũng xen lẫn một tia âm trầm lạnh lẽo. Trong tay Đặng Định đã có thêm một thanh đao nhỏ. Thanh đao nhỏ này đen xì, bên trên quấn quanh khí đen. Đây là một cây pháp đao hắn tốn không ít sức tế luyện, hắn gọi là tức hồn đao. Hắn không nói hai lời, nâng tay liền một đao hạ xuống. Năm đó hắn lúc còn rất nhỏ đã luyện đao, mà bây giờ đao này, so sánh với năm đó lúc nhỏ, đâu chỉ là một trời một vực. Hắn đao chưa rời tay, vẫn như cầm trường đao, đao chém ra, một mảng đen xỉ vẩy chéo lên, từ dưới nách hắn cắt qua. Đao pháp của hắn trước giờ xảo quyệt, đến bây giờ không chỉ chưa thay đổi, ngược lại càng thêm quỷ dị xảo quyệt. Người này dẫn hắn vào chưa có bất cứ sự phản kháng nào, đã bị ánh đao cắt qua, ánh đao cũng chưa thương tổn đến thân thể y. Nhưng trong cơ thể y lại có cái gì phát ra tiếng chu lên, Đặng Định nhìn thấy trên thân đối phương có một mảng hư ảnh tan đi. Hắn biết, đó là linh hồn của đối phương, có thể nhìn ra linh hồn kia vẫn như cũ là linh hồn nhân loại, nhìn qua lại như là bị cái gì làm bẩn. Hắn vốn định nhanh chóng rời khỏi, nhưng nghĩ một chút, lại ngược lại đi vào chỗ sâu hơn nữa. Trong phòng của Liễu Thị Thần Quán, khắp nơi đều là điêu khắc cành lá cây liễu, những điêu khắc này hình thành một loại phù văn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, những phù văn cành liễu lá liễu này thấm khí tức hương khói, hắn một đường đi thẳng tới sảnh chính kia. Trên đường, thế mà không có bất cứ người nào, đi cả đoạn đường, sau đó thấy được trước một cây liễu, có hai người đứng ở nơi đó. Người thế mà đều ghé vào trên cây liễu kia, cổ họng đều bị cắt, máu tươi chảy đầy đất. Đều trải ở trên cây liễu kia, như là một đóa hoa nở rộ, máu tươi theo thân cây chảy tới trên rễ cây. Cây liễu này không cao lớn, bộ phận thân cây từ giữa gãy đi, như là từng bị lửa đốt sét đánh, mà toàn bộ cành lá đều từ bên dưới một lần nữa sinh ra. Loại cây thần này, hiển nhiên là sinh trưởng cực chậm, mà lá cây trên nó cũng tràn ngập thần quang, ở trong sắc trời ảm đạm, tản ra ánh sáng mờ nhạt như ngọn lửa mờ nhạt. Hai người đang đứng khác, một người chính là Liễu Chân Du, một nữ nhân kia mà hắn quen biết, cũng là nàng hẹn mình đến. Lúc này nàng đứng ở nơi đó, chậm rãi xoay người lại, Đặng Định nhìn thấy trong mắt của nàng tràn đầy nước mắt. Lại từ trong ánh mắt của nàng thấy được cực độ sợ hãi, thân thể của nàng đang run, nhưng chân lại gắt gao đóng đinh ở nơi đó, không nhúc nhích. Một người kia đứng phía trước nàng, một thân áo bào xanh lục hoa văn bạc, màu sắc của áo bào xanh lục như màu sắc lá liễu, hoa văn bạc cổ tay áo là phù văn như lá liễu. Đặng Định nhìn hắn, đầu của hắn rõ ràng chưa xoay lại, nhưng Đặng Định lại từ bên mặt hắn thấy được một khuôn mặt hiện lên, đây là một khuôn mặt lão nhân. Cười nói với Đặng Định, vốn định bảo ngươi ở nơi đó đợi lát nữa, không ngờ bị ngươi nhìn thấu, người trẻ tuổi trái lại cũng cảnh tỉnh. Ngươi là... cái gì? Đặng Định hỏi, hắn nhất thời cũng không làm rõ đối phương là cái gì, muốn nói đối phương là âm linh. Nhưng âm khí trên thân đối phương cũng không tính là nặng, mặc dù có chút khí âm lãnh, lại không xưng là dơ bẩn. Hắn từng gặp rất nhiều âm linh, cực kỳ dơ bẩn, càng là âm linh cường đại, càng là dơ bẩn. Đối phương cười âm trầm, lòng Đặng Định lại căng thẳng, không khí mình hít thở, như là đột nhiên thay đổi, biến thành ý thức xâm nhập trong thân thể, hắn cảm giác được một sự âm lãnh hướng tới mình bao bọc đến. Hắn cảm giác được rõ ràng không biết khi nào, như có một người đang cạy ra nhục thân của mình, chui vào trong cơ thể mình. Chỉ thấy trong thân hắn đột nhiên lao ra một hư ảnh, đẩy người vô hình kia đang chui vào thân thể mình ra. Đồng thời, hắn khẽ quát một tiếng, ngự ma. Từ trên thân hắn lại lao ra hai bóng người này sau khi xuất hiện, liền nhanh chóng nhập vào hư không, hướng về Liễu Nguyên kia bổ nhào lên. Bên cạnh khuôn mặt Liễu Nguyên xuất hiện một tia kinh ngạc, nói, đây, là đạo phái gì?
chỉ thấy tay hắn kết một pháp quyết, trên thân nháy mắt dâng lên thần hỏa cuốn đi, liền cuốn về phía Đặng Định, hai hư ảnh từ trên thân hắn đi ra lập tức bị bức lui tránh ra. Đặng Định cảm nhận được chúng nó đã bị thương tổn, hai hư ảnh này là ma đầu hắn đưa tới, bị thương cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần tốn chút thời gian liền có thể khôi phục, cho dù đã chết, cũng có thể một lần nữa gọi ra. Đặng Định vung tức hồn đao trong tay. Hắn phát hiện, người này đã đoạt xá Liễu Nguyên, mà bản thể y tựa như chỉ là linh thể, hắn thích nhất như vậy. Ánh đao chém qua sóng lửa cuồn cuộn dựng lên kia, đao pháp của hắn cũng là được kiếm pháp của Lâu Cận Thần truyền thừa. Tự nhiên cũng bất phàm, sóng lửa thế mà bị phá vỡ một thông đạo, hướng về hai bên Đặng Định cuốn đi. Chương 756, Mục tiêu 2. Hắn thích đối mặt linh thể, bởi vì công pháp hắn tu hành, đối với linh thể có tác dụng khắc chế thật lớn, toàn bộ linh thể ở trong cảm giác của hắn rất khó độn đi. Hơn nữa lúc này hắn biết, đối phương nhất định là đang toàn lực chủ trì tế trận này, cũng chưa toàn lực đi đối phó mình. Quá càn rỡ rồi, Liễu Nguyên lạnh lùng nói. Chỉ thấy y phất tay, năm ngón tay phải mở ra, một lực hút mạnh mẽ xuất hiện, hai ma đầu của hắn nhanh chóng hướng về lòng bàn tay của y phóng đi. Không có sức phản kháng bị nắm ở trong tay, hình thành một mảng hắc quang. Ngay sau đó, thần hỏa dâng trào sinh ra, ma đầu kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhanh chóng bị luyện hóa. Đặng Định xoay người đi luôn. Ngay từ đầu hắn sau khi phát hiện nơi này có khác lạ, đã muốn đi, nhưng ở sau khi một đao đã giết tên sai vặt kia, lại cảm thấy nơi này có lẽ có khác lạ, nhưng chưa chắc nguy hiểm đáng sợ như vậy. Hắn cảm thấy mình có thể hộ thân, vì thế tiến vào xem. Sau khi thử, liền muốn đấu một lần, nhưng lại ở một khắc này mới phát hiện, chênh lệch rất lớn, vì thế xoay người đi luôn. Muốn đi, muộn rồi. Liễu Nguyên lạnh lùng nói, chỉ thấy trên thân y lao ra một người âm trầm, người này bộ dáng già nua, tóc đen xõa ra, dung nhập trong bóng tối, âm lãnh chợt nổi lên. Bóng tối che phủ hư không, chỉ thấy bàn tay to của lão mở ra, chộp về phía Đặng Định. Trong nháy mắt này, toàn bộ Liễu Thị Thần Quán đều bị che phủ, sao trên trời cũng không nhìn thấy nữa. Y đã quyết định bắt Đặng Định, bởi vì y phát hiện phép tu hành của Đặng Định không phải bất cứ một loại nào y biết, điều này làm y nổi lên hứng thú thật lớn. Đặng Định thấy trước sau không đường, vung tức hồn đao trong tay, lại không phá được bóng tối, hai ma đầu luyện đã chết, rơi vào đường cùng, chỉ có thể gọi ra ma đầu kia chỗ sâu nhất trong lòng bản thân. Đại sư huynh cứu ta! Theo tiếng kêu gọi của hắn xuất hiện, ở bên cạnh hắn có một bóng người nhanh chóng phác họa rõ ràng. Ngự ma đạo của Đặng Định là cần từ trong lòng mình hóa sinh ra tâm ma bản thân, chỉ cần theo phương thức hắn dự đoán, hóa ra, liền có thể chịu hắn khống chế. Đây là lý luận của ngự ma đạo, nhưng về sau sẽ là thế nào, Đặng Định cũng không thể xác định, bởi vì năm đó kẻ sáng lập ngự ma đạo cũng chỉ là đệ tứ cảnh. Hơn nữa, một môn đạo pháp tương tự, người khác nhau tu, vẫn sẽ có một chút khác biệt. Ở trong lòng Đặng Định, ma niệm chỗ sâu nhất thật ra chính là Lâu Cận Thần. Thay lời khác mà nói, Lâu Cận Thần thành một ngưỡng cửa của sinh mệnh hắn. Cuối cùng, từ trong lòng hắn hóa sinh ra một ma đầu đại sư huynh như vậy. Bên cạnh hắn, một người từ trong hư vô xuất hiện. Người này giống như từ trong hư vô đi ra, dưới chân mang theo ánh sáng, một thân áo bào lam, tay cầm trường kiếm, toàn thân lạnh nhạt. Hắn trong nháy mắt từ trong hư vô đi ra, liền có một đạo kiếm quang từ trong vỏ kiếm lao ra, phá tan bầu trời bị che phủ này. Tình. Đặng Định thích nghe nhất chính là thanh âm này, điều này làm hắn có một loại cảm giác an tâm, hắn cũng không chạy nữa, ở trong lòng hắn, đại sư huynh nếu là không địch lại, mình cũng không cần thiết chạy. Hắn xoay người nhìn thấy, đại sư huynh người đi theo kiếm, nhảy vào trong một mảng bóng tối kia, kiếm quang sáng như tuyết, khi vung lên, phá vỡ bóng tối. Bóng tối như là vải bị cắt rách, kiếm quang qua đi, cũng không cách nào khôi phục nguyên dạng nữa. Hắn thấy được đại sư huynh ra 13 kiếm. Một kiếm cuối cùng đâm thẳng, trực tiếp phá bầu trời tối tăm, đâm một cái giống như xuyên thủng. Hắn biết, ma đầu đại sư huynh này mình từ trong lòng lấy ra, cũng không thể đủ đại biểu thực lực của đại sư huynh. Bởi vì hắn biết kiếm pháp của đại sư huynh có thể cảm nhiếp âm dương, mà ma đầu đại sư huynh này lại không cách nào làm được. Hắn không biết kết quả rõ ràng cụ thể hơn, nhưng biết đại sư huynh lại thắng một lần rồi, từ sau khi hắn có thể từ trong chấp niệm trong lòng hóa sinh ra đại sư huynh. Đại sư huynh liền thành bảo hộ cuối cùng của hắn, chỉ là một lần này đại sư huynh sau khi đi ra, ánh mắt nhìn hắn,
tựa như càng thêm chân thật, càng thêm linh động hơn một chút. Hắn ý niệm khẽ động, đại sư huynh nhanh chóng tan đi. Lâu Cận Thần mở mắt, từ trong nhập định tỉnh lại. Day day cái mũi của mình, hắn cảm thấy mình sẽ không xuất hiện ảo giác nữa, không có khả năng lại xuất hiện tình huống lúc trước lục cảnh pháp tượng dị hóa như vậy nữa. Nhưng vừa rồi trong nhập định, hắn vậy mà lại như có một giấc mơ, trong mơ mình xuất hiện ở bên cạnh Đặng Định, giúp y đánh bại một lão gia hỏa không biết đến từ nơi nào. Tuy bởi vì không thể vận lên toàn bộ lực lượng của bản thân, chỉ bằng trình độ kiếm thuật sát thương đối phương, lại chưa thể giết chết, cái này ít nhiều khiến hắn có chút buồn bực cùng quái dị. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 757, lại về, 1. Sự buồn bực này không phải chưa hoàn toàn giết chết kẻ địch, mà là mình. Thế mà sẽ ở trong nhập định nằm mơ. Thật là mơ sao? Trong lòng Lâu Cận Thần nghĩ, nếu gặp lại Đặng Định, nhất định phải hỏi y một phen hẳn hoi ngự ma đạo tu thế nào rồi. Hắn đi ra khỏi Kinh Lạc Cung, ngắm nhìn phương xa, nơi đó là phương hướng mũi Vọng Hải. Lấy năng lực của hắn hôm nay, hư không vẽ cửa, một bước liền có thể đến nơi đó. Vừa rồi hắn có một tia cảm ứng, nơi đó hẳn là Liễu Thị Thần Quán. Trong lòng Lâu Cận Thần nói, một trận gió thổi tới, hắn không khỏi nói, tu hành tăng lên, khiến khoảng cách vốn xa xôi biến thành dưới chân, nhưng mà lại không có hứng thú đi xem nữa. Lên núi nhìn xa, đã là nhìn con đường phía trước, cũng là nhìn đường tới đây. Luôn có người nói ở nơi cao không khỏi lạnh, nhưng bây giờ ta lại ở nơi cao cao như vậy, gió đêm thanh hàn, quan sát đại địa, người càng độc lập, càng cô độc, càng hưởng thụ cô độc. Trong lòng Lâu Cận Thần cảm thán, nhìn mảnh đại địa này, núi xanh ở trong bóng tối như mực đậm hắt lên tranh, nơi có nước là màu xám trắng, mặt đất như mực nhạt. Hắn rất sớm trước kia đã từng nghĩ, con người nếu là trường sinh bất lão, vậy hắn sẽ làm sao bây giờ? Bất tử sẽ làm sao bây giờ? Dạo chơi hồng trần, truyền đạo thụ nghiệp, hàng yêu trừ ma, tẩy rửa thế gian. Hoặc là nhàm chán, như Bành Tổ trong truyền thuyết, ngủ một giấc 800 năm, thiên hạ thay đổi triều đại mấy lượt. Mọi người nhân gian càng là tổ tông rất nhiều đời, ngay cả phần mộ tổ tiên cũng đã không tìm thấy. Lâu Cận Thần đương nhiên không thể làm được bất tử, nhưng bộ dạng hắn bây giờ cũng nhiều nhất 30 mấy tuổi, hắn không có bệnh tật đau ốm. Coi như là người của đội ngũ bậc thang thứ nhất thế gian này, nhưng hắn lại cũng không muốn ngủ một giấc liền 800 năm. Trong lòng hắn rất rõ, mình nếu không thể tiến bộ nữa, như vậy cũng nhất định sẽ chết. Nếu là kiếm pháp của mình không thể tiến thêm một bước, mình cũng không thể đủ bảo vệ chính mình, càng đừng nói là bảo vệ các bằng hữu. Sương đêm ẩm nặng, trên tóc của hắn đã dính đầy sương, quần áo cũng có chút ẩm, ở trong nắng sớm, trên người hắn như là xuất hiện cầu vồng, giống như thần thánh. Trong Kinh Lạc Cung, Bạch Tiểu Thứ cũng đã tỉnh, nhảy đến trên tảng đá bên cạnh, nhìn thác nước màu sắc rực rỡ kia. Tay Lâu Cận Thần chưa dừng, hắn đứng ở chỗ này cả đêm, tuy chỉ là đứng, nhưng tay hắn trước sau đều chưa dừng lại. Kiếm chỉ của hắn lần lượt cắt qua hư không, người khác nhìn sẽ chỉ cảm thấy hắn có khi như là vung bừa, có khi lại là rất nghiêm túc, rất thận trọng. Hắn là đang luyện tập một môn kiếm thuật mới. Môn kiếm thuật này hắn tạm đặt tên là Âm Dương Cát Hôn Hiểu, nếu là luyện thành, một môn kiếm thuật này sẽ không sợ các tồn tại nhục thân cường đại kia nữa. Sẽ không có tình huống hắn đối mặt đằng xà trong cương phong trên không khe vực mà bất đắc dĩ nữa. Hắn lúc trước giao thủ với đằng xà kia, bởi vì không phải sinh tử chiến, cho nên chưa dùng một chiêu mấu chốt nhất kia trong linh minh, kiếm pháp, chưa khiến kiếm ý ấn vào tâm nó. Hắn cảm thấy, cho dù làm được, cũng không có khả năng giết được, sẽ chỉ chọc giận đối phương. Nhưng kiếm hóa hào quang cầu vồng, lại chỉ lưu lại trên thân con rắn đó một chuỗi tia lửa lại là sự thật. Hắn gần đây có mấy mục tiêu, thứ nhất chính là bước vào đệ thất cảnh, trong lòng hắn có loại trực giác, chỉ có bước vào đệ thất cảnh. Cũng chính là luyện thần phản hư kia, mới có thể thật sự trường thọ, mới có thể thật sự có chỗ đứng ở trong thiên địa trước mắt. Chỉ là một bước này không phải tạm thời có thể vượt qua, một cái khác là luyện kiếm, hợp kim kiếm trong tay hắn tuy trải qua hắn tế luyện, có thể xưng là một thanh kiếm tốt, nhưng ở trong mắt hắn, nhiều nhất chỉ là một cái chuôi kiếm, còn cần mang nó luyện thành kiếm bảo thật sự. Một cái nữa chính là tu ra kiếm pháp mới. Một cái cuối cùng chính là truyền thụ ra ngoài luyện khí đạo của mình. Chính hắn chậm rãi trở nên không thích đi lại khắp nơi,
nhưng hắn cảm thấy mảnh đại địa này cần phải có tu sĩ hành tẩu, cần phải có tu sĩ đi hàng yêu trừ ma. Những thứ này đều không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Ngón tay Lâu Cận Thần lần lượt vung ở trong nắng sớm, hắn tựa như đã tìm được một ít cảm giác. Kiếm pháp phân cắt âm dương này, hắn cảm thấy nhất định phải dứt khoát, như là cắt đậu phụ, nhất định phải nhanh mà nhẹ nhàng. Nhất định phải làm được hai mặt dao đều trơn bóng, nếu không dinh dính, âm dương quấy vào cùng một chỗ, như thế nào cũng không có khả năng phân được. Âm dương, có lẽ ta nên ở giữa âm dương đi thêm mấy chuyến mới có thể cảm nhận được. Tay Lâu Cận Thần ở trong hư không vẽ ra một cái cửa, hắn đi một bước vào trong đó, hư không dâng trào, giống như có tầng tầng hư không bị mở rộng. Bóng người Lâu Cận Thần biến mất. Lâu Cận Thần, Lâu Cận Thần, Lâu Cận Thần, ngươi lại đột nhiên chạy đi đâu rồi? Bạch Tiểu Thư nói. Chương 758, lại về, 2. Lâu Cận Thần nhìn một mảng hư không như sương mù này, hắn cũng không biết mình ở nơi nào, hắn muốn đi là âm gian, chỉ là hắn lại xuất hiện ở trong một tòa thành. Đây là một tòa thành trì nhìn qua hoang vắng mà quỷ dị, hắn không biết đây là nơi nào. Khí tức độc đáo kia của âm gian, nơi này không có, nhưng lại có một sự quỷ dị khác, hắn đi ở trên đường của thành trì này, nhìn thấy trên mỗi nhà mỗi hộ đều vẽ con mắt quỷ dị. Vô Nhãn Thành, trong lòng Lâu Cận Thần sinh ra ý nghĩ này, nhưng hắn lập tức xác định đây không phải Tù Thủy Thành ngày xưa, không phải Vô Nhãn Thành. Hắn nghĩ tới môn tự pháp kia của mình, cũng không thể đủ đưa mình đến âm gian, dù sao âm dương ngăn cách, hắn chưa hiểu thấu âm dương, môn tự pháp này lại nào có thể thông được âm dương chứ. Chỉ là hắn muốn thử chút, thử một chút sẽ đi đến nơi nào. Một lần thử này liền thử ra, thế mà sẽ đến nơi đây. Không phải Vô Nhãn Thành, lại ở trên cửa, trên tường, trên mái hiên khắp nơi đều là hình. Con mắt, Lâu Cận Thần nghĩ tới một chỗ. Hắn từng ở trong một đoạn thời gian hai mắt bị mù, mắt bị gieo ma chủng, mà ở lúc ma chủng chưa phá đi. Hắn từng có trong một lần niệm vào ma chủng, từng ngắn ngủi xuất hiện ở trong một tòa thành như vậy. Chỉ là Lâu Cận Thần trước sau cho rằng đó có lẽ là một đoạn cảnh tượng huyễn vọng, mà bây giờ mình thế mà lại là nhục thân đến nơi đây. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời mây xám dày đặc, không biết dày bao nhiêu, thời tiết có chút lạnh, không có gió. Cho nên mây kia như là mây giả, sẽ không động. Trên đường có chút tàn phá, trên mặt đất có hố, trên tường có dấu vết vật cứng đánh nứt, còn có vết kiếm, có vết đen xì do lửa thiêu đốt để lại. Một tòa thành này như là từng tiến hành một trận đại chiến ngắn ngủi mà kịch liệt. Mũi hắn khẽ ngửi mùi một tòa thành này, có mùi mục nát thoang thoảng, ánh mặt trời nhàn nhạt kia trong hư không, không thể chiếu sáng lên tòa thành này. Hắn gập ngón tay búng, ở trên hư không bắn ra một đốm ánh lửa ở trong ý thức của hắn hóa thành một con tam túc kim ô, vờn quanh hắn. Đứng ở trước mặt hắn, thân thể nhanh chóng cứng ngắc, thành một cái đèn lồng hình chim, ánh lửa trong đó chiếu sáng lên một khu vực này. Hắn thật ra có thể khiến pháp niệm của mình huyễn hóa ra tam túc kim ô bay theo, dùng cho chiếu sáng. Cũng có thể không huyễn hóa ra, bởi vì đôi mắt hắn thật ra có thể thấy, nhưng hắn lại muốn xách đèn trong bóng tối này. Đây là một loại thói quen lâu rồi, tuy thời gian hắn đến thế giới này so với thời gian sống ở thế giới kia còn dài hơn, nhưng có một số thói quen hắn không muốn sửa, cũng không muốn quên. Trong bóng tối, phải xách đèn soi đường. Hắn từng bước một đi ở trong thành, thành vốn yên tĩnh, theo hắn đi, tựa như đang chậm rãi sống lại. Con mắt trên cửa, con mắt ở mái hiên, con mắt trên búp bê vải treo lên, con mắt một ít hình vẽ chim bay, con mắt những chân dung kia, đều giống như ở lúc này một lần nữa sống lại. Hắn đứng ở trước một tòa nhà, trên cửa kia có bảng hiệu, bên trên viết bốn chữ Thiên Nhãn Hầu Phủ. Hai bên có câu đối, bên trên viết, Kính Thiên Đồng Tham Hầu Gia Phủ, Pháp Nhãn Vô Thọ Đạo Nhân Gia. Những chữ này cũng không phải văn tự Lâu Cận Thần nhận biết, mà là một loại văn tự càng thêm cổ xưa, càng thêm phức tạp. Như là ký hiệu, Lâu Cận Thần sở dĩ nhận ra là vì sau khi nhìn thấy, ý tứ trên những văn tự này phản ứng ra trực tiếp khắc ở trong lòng. Văn tự rõ ràng thường thường không có gì lạ, ở trong năm tháng cũng đã ảm đạm, lại vẫn như có ma lực nào đó. Tường vây bên cạnh môn đình hầu phủ này bị lực lượng to lớn chưa biết đánh nát một bộ phận. Hắn thuận chân đi vào bên trong một tòa hầu phủ kia. Tiến vào bên trong, có một đình viện, có một bức tiêu tường, cái này lại xưng là chiếu bích hoặc ảnh tường. Bên trên có khắc một con mắt thật lớn,
nhưng con mắt đó lại là bị vật sắc nào đó cắt qua. Trên con mắt có một vết nứt thật sâu. Tuy như thế, Lâu Cận Thần cũng vẫn như cũ cảm thấy một con mắt thật lớn này có sức hút khác thường. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện một con mắt lớn này là do những con mắt nhỏ tạo thành. Màu của con mắt là xanh đen, trong đó có một ít màu đỏ. Không biết qua bao nhiêu năm, màu đỏ thế mà chưa phai màu. Lâu Cận Thần không nhìn nhiều, hắn cả đời này từng thấy quá nhiều con mắt rồi. Tuy con mắt trên Tiêu Tường nhìn kỹ mỗi một cái đều như tràn ngập cảm tình, nhưng hắn thắt chặt pháp niệm, liền không có khả năng luân hãm trong đó. Vòng qua Tiêu Tường tiến vào trong đó, bên trong có một cái đỉnh, đỉnh có ba chân, bên trên có tranh, trên tranh là từng người Tí Hon, nhưng đầu của bọn họ lại là những con mắt to, nhìn về phía bầu trời. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 759, Con Mắt Trí Tuệ, 1. Mà từ phía trên cả cái đỉnh nhìn lại, miệng đỉnh này cũng là bộ dáng một con mắt. Lâu Cận Thần vờn quanh cái đỉnh này đi một vòng, đưa tay đẩy đẩy cái đỉnh này, chỉ cảm thấy nặng nề vô cùng. Đây có lẽ là một món pháp khí nghi thức, nhưng Lâu Cận Thần cũng không để ý gì cả, lại tiếp tục đi về phía nhà chính. Thang có 9 bậc, thuận bước đi lên, trên mỗi một bậc thang đều có họa văn, đó là những con mắt xếp hàng, không biết vì sao, Lâu Cận Thần thế mà có một loại cảm giác bị nhìn trộm. Trong hầu phủ này bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, trên mặt đất ngay cả vết máu cũng không có, tiến vào trong nhà, tìm kiếm bí mật về một tòa thành này. Nhưng từ trong ra ngoài phi thường sạch sẽ, cái gì cũng chưa nhìn thấy, chưa nhìn thấy một tờ giấy, càng chưa nhìn thấy một quyển sách. Hắn thầm nghĩ, nếu là kẻ địch của một tòa thành này công chiếm nơi này, vậy nhất định sẽ lục soát tòa hầu phủ này. Hắn ra khỏi hầu phủ, ở trong thành tùy ý đi lại, gặp nơi cảm thấy hứng thú liền vào xem. Hắn phát hiện nơi này phi thường giống với Vô Nhãn Thành, hoặc nói là Vô Nhãn Thành phi thường giống với nơi này. Nơi này có lẽ từng cũng có rất nhiều người không có mắt sinh sống, hoặc là một ít người có mắt đặc biệt, nhưng đột nhiên có một hồi tai nạn khiến người nơi này đều chết hết, hoặc là đã biến mất. Hắn vẫn luôn tìm kiếm một gian phòng kia ý thức mình từng xuất hiện. Hắn tìm hồi lâu cũng chưa tìm được, đột nhiên trong lòng khẽ động, đưa tay ở trên hư không vẽ ra một ảnh môn, nhắm mắt, nghĩ nơi kia từng đi. Đi một bước vào trong đó, ánh đèn trong tay bị hư không bao phủ, hắn cảm thấy mình như đi ở trong vòng xoáy. Vô số sóng gió đánh vào thân thể của mình, hắn cố gắng ổn định thân hình, sau khi xuất hiện cảm giác dưới chân chạm đất, lập tức mở mắt. Trong mắt hắn là một gian phòng, sau đó hắn thấy được một cái giường. Hắn trước kia trong một huyễn niệm kia, mình là từ trong giường đi ra, mà bây giờ một cái giường đó bay ở giữa phòng. Ngoài ra, còn có một cái bàn, một cái giường, còn có một giá sách, vô luận là tường hay giá sách hoặc bàn, khắp nơi đều là hình con mắt. Lâu Cận Thần cẩn thận cất bước, tới bên cạnh cái bàn. Trên bàn có một tờ giấy, còn có một cái hộp. Hắn cầm lên tờ giấy kia, bên trên viết, chúng ta chơi trốn tìm đi, ngươi nếu bị ta nhìn thấy, mắt của ngươi phải cho ta. Giống hắn năm đó trong huyễn niệm nhìn thấy như đúc, trong lòng không khỏi phát lạnh. Cái hộp phủ bụi bên cạnh kia, màu đỏ sậm, có khắc hoa. Hắn nhớ rõ, trong cái hộp này có hai con mắt, lúc ấy trong huyễn niệm, hắn mở nó ra, sau đó liền nghe được thanh âm nói muốn đoạt đôi mắt của hắn, cái tay hắn muốn vươn vào hòm lập tức thu về. Nhưng trong lòng lại có một sự xúc động muốn mở hộp ra xem. Hắn biết, càng muốn, càng không thể làm như vậy. Đôi mắt hắn bắt đầu dâng lên sinh ra ánh trăng, tâm nguyệt quỷ nhãn bắt đầu thi triển. Nhìn một căn phòng này, căn phòng này ở trong ánh mắt của hắn bắt đầu hư ảo tan tác, sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía cái hộp kia. Cái hộp mở rộng ở trong mắt hắn, hắn nhìn thấy một đôi mắt màu máu, như là mới bị người ta từ trong hốc mắt móc xuống, hơn nữa liền với gân. Gân kia ở trong ánh mắt Lâu Cận Thần như là bị kinh động, lập tức bắt đầu vặn vẹo, hơn nữa nhanh chóng sinh trưởng, hóa làm hai xúc tu màu máu, hướng về đôi mắt của Lâu Cận Thần vươn đến. Tốc độ đó cực nhanh, mới thò ra, liền như đã chạm đến tròng mắt của Lâu Cận Thần. Hi hi, ta lại nhìn thấy ngươi rồi, mắt của ngươi là của ta. Chỉ là mắt của Lâu Cận Thần vốn là ánh sáng bạc, ở trong nháy mắt này biến thành ánh nắng nóng rực, ánh lửa trong đó trong tích tắc quấn quanh lên xúc tu màu máu kia. A, Lâu Cận Thần nghe được đối phương thét chói tai.
lửa trực tiếp quấn quanh xúc tu trên một đôi mắt này vươn ra, cũng đốt vào trong cái hộp kia. Một đôi tròng mắt vẫn máu chảy đầm đìa kia như là hoảng hốt rồi, hô lớn, đừng, đừng, đừng đốt ta. Đúng lúc này, lửa kia quấn quanh nó hóa thành hai móng vuốt màu vàng, lửa trên móng vuốt nhanh chóng ngưng kết thành một con chim quái dị màu vàng, con chim lại mọc ra cái móng vuốt thứ ba. Hai móng vuốt trong đó phân biệt ấn lên hai tròng mắt. Lâu Cận Thần căn bản là chưa mở ra cái hộp kia, trực tiếp mượn dùng tiếp xúc cảm ứng với nhau, theo ý thức của đối phương tiến vào trong hộp. Ngươi là ai? Lâu Cận Thần thông qua tam túc kim ô kia nói. Ngươi, ngươi, ngươi thả ta ra, ta là con mắt trí tuệ, ngươi mau thả ta ra. Một đôi mắt máu chảy đầm đìa kia nói. Con mắt trí tuệ. Lâu Cận Thần nghi hoặc, hắn không khỏi nói, ngươi nhìn qua cũng không có trí tuệ nha. Con mắt trong hộp trầm mặc, nhưng Lâu Cận Thần lại cảm giác được cái nhìn trộm trong cõi hư vô, chỉ nghe nó đột nhiên nói, trí tuệ ta nói là có thể giúp người ta ngộ pháp thuật thần thông. Chương 760, con mắt trí tuệ, 2. Ồ, có bản lãnh này, Lâu Cận Thần rất bất ngờ, cũng không quá tin tưởng. Đương nhiên, chỉ cần ngươi để ta tiến vào hốc mắt của ngươi, ta có thể làm tất cả pháp nhìn thấy đều chiếu vào trong lòng của ngươi. Ta nếu thấy pháp, pháp tự ở trong lòng, cần gì ngươi giúp đỡ? Lâu Cận Thần nói. Pháp ta thấy là thứ ngươi không thể thấy, có thể khiến ngươi thần mà thông nó. Con mắt máu chảy đầm đìa kia nhanh chóng giải thích. Ngươi vốn là mắt của ai? Lâu Cận Thần đột nhiên hỏi. Con mắt này lại dừng lại, không nói nữa, nó như là đang nhớ lại như là không muốn nói. Ta là mắt của ai? Ta là mắt của ai đây? Ta sao lại quên rồi, ta là mắt của ai? Nó không ngừng lẩm bẩm, như là lâm vào trong bệnh trạng nào đó. Lâu Cận Thần không có khả năng để nó tiến vào trong hốc mắt của mình, vốn một đôi mắt kia của hắn đã khiến hắn khó chịu. Đây là một đôi mắt có ý thức tự chủ, có lẽ chờ ngươi ngủ, nó lại chạy mất. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nghĩ tới một đôi mắt này, có thể cũng là bị gieo ma chủng thai nghén ra hay không. Nếu mắt của mình lúc đó chưa được tách ra ma chủng trong đó, như vậy cuối cùng sẽ trưởng thành thế nào đây? Lại hoặc là nói, thật ra là có một loại phương pháp để ma chủng gieo ở trong mắt biến thành một loại mắt có năng lực đặc biệt. Một đôi mắt này nói là có năng lực giúp người ta thu hoạch thần thông, có lẽ cũng không phải nói dối. Hắn lại nghĩ tới quốc chủ Huyền Phong quốc kia muốn đoạt đôi mắt của mình, còn từng nói một đống lời. Chẳng lẽ nàng có thể khiến một đôi mắt kia của mình lúc đó tế luyện thành con mắt có năng lực đặc biệt? Vấn đề này, chờ lúc có cơ hội gặp lại quốc chủ kia lại hỏi. Ngươi có biết, đôi mắt của ta lúc trước cũng là bị gieo ma chủng hay không? Lâu Cận Thần hỏi. Ta, cảm giác được trên thân ngươi có khí tức đồng loại, nhưng lại không giống nhau. Con mắt kia nói, cho nên ngươi mới sẽ vừa gặp mặt đã muốn đoạt mắt của ta. Lâu Cận Thần hỏi. Con mắt kia không hé răng. Lâu Cận Thần tiếp tục nói, nếu ngươi có thể giúp ta ngộ pháp, ta có thể mang ngươi khỏi nơi này. Ngươi để ta ở trong hốc mắt của ngươi, ta liền đi theo ngươi, liền giúp ngươi ngộ pháp. Thanh âm của con mắt kia cũng mang theo hưng phấn. Nằm mơ, Lâu Cận Thần lạnh lùng nói. Ngươi phải tin tưởng ta, trí tuệ của ta là cường đại, mắt của ngươi chỉ là vật không trọn vẹn, không xứng có được hốc mắt của ngươi. Con mắt kia nhanh chóng mà vội vàng nói. Ngươi muốn rời khỏi nơi này sao? Lâu Cận Thần hỏi. Muốn, ta đương nhiên muốn rời khỏi nơi này. Tròng mắt nói. Vậy ngươi có biết tòa thành này đã xảy ra chuyện gì hay không? Lâu Cận Thần hỏi. Ta không biết, ta chỉ biết, đó là một chuyện đau lòng, là một hồi tai nạn. Tròng mắt thương cảm nói, ngươi có thể giúp ta trở lại bên người chủ nhân của ta không? Có lẽ chủ nhân của ngươi đã chết. Lâu Cận Thần nói. Không có khả năng. Chủ nhân của ta nhất định phi thường cường đại, sẽ không chết, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm được chủ nhân của ta. À, có thể giúp ngươi ngộ pháp, nhưng nếu ngươi có thể để ta ở trong hốc mắt của ngươi, ta mới có thể giúp ngươi tốt hơn. Trong mắt kia lại dụ hoặc nói, ha ha. Lâu Cận Thần cười lạnh một tiếng, sau đó ý niệm thu lại, tam túc kim ô cầm lấy hai tròng mắt trong hộp vỗ cánh bay lên, phát ra một tiếng kêu dữ tợn, vỗ đôi cánh, liền tan đi ở trên không. Lâu Cận Thần đi qua, ở chỗ mở miệng của cái hộp màu đen đỏ kia nhanh chóng viết hai chữ phong trấn. Sau đó cầm lên cái hộp này, thu vào trong túi bảo của mình. Sau đó Lâu Cận Thần đi ra khỏi cửa phòng này, lại phát hiện không đẩy mở được,
Vì thế hắn theo khe cửa nhìn ra bên ngoài, phát hiện bên ngoài là một mảng tối đen. Loại tối đen này không phải tối tăm của trời tối, mà là hoàn toàn không có ánh sáng. Hắn lúc này ngửi thấy mùi đất, liền lập tức biết đây có thể là một tầng hầm ngầm. Bây giờ tầng hầm ngầm này bị phong tỏa rồi, hơn nữa như là bị đất hoàn toàn lấp lại. Như vậy, nơi này trước khi bị phong tỏa là có người ở sao? Hay là nói nơi này chính là chuyên môn dùng để nhốt hoặc là cất hai tròng mắt kia? Bởi vì nơi này có giường, có giá sách, còn có bàn trang điểm, vừa rồi cái hộp kia đựng mắt chính là đặt ở trên bàn trang điểm. Lâu Cận Thần lại lấy nó ra, đây rõ ràng là một cái hộp trang điểm nữ giới dùng. Hắn lại cẩn thận đánh giá nơi này, phát hiện nơi này có dấu vết từng có người ở, hẳn là còn từng ở thời gian không ngắn, giá sách kia có mấy quyển sách. Hắn đi qua, thấy sách kia là làm từ giấy, trên trang bìa viết một ít chữ hắn xem không quá hiểu, hắn thử lật lên tờ giấy đó, lại ở trong nháy mắt lật lên, sách kia thế mà biến thành tro tàn. Các bạn vừa nghe xong tập 76 của bộ truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.